Và mùa đông đến thì da tôi nó rất là khô ráp và nứt nẻ, khó chịu lắm. Da mình vốn là da dầu, mùa đông tới thì da mình đổ rất là nhiều dầu và mình cảm giác là bị tắc nghẽn trên da rất là nhiều. Mình rất là ít khi chăm sóc da tại nhà, vì có một vài lần mình có mua một số sản phẩm chăm sóc da trên mạng. Tuy nhiên vì chưa có tìm hiểu kỹ thông tin cho nên da của mình đã bị tổn thương nghiêm trọng ngay sau đó. Mùa đông với mọi người là mùa sum họp, mùa lễ hội. Mọi người có thể nâng cấp tung tăng ra đường, vui chơi với bạn bè và gia đình. Tuy nhiên đối với mình, mùa đông lại là một cái nỗi ám ảnh cực kỳ lớn. Tôi chỉ muốn để tự nhiên, nhưng mà mỗi lần ra đường thì nó khó chịu lắm. Mình không có thường xuyên chăm sóc da cũng như là make up thường xuyên, bởi vì mình muốn có một cái làn da tự nhiên, hoàn hảo. Tuy nhiên mình thấy rằng nếu làn da của mình không có được chăm sóc thì nó rất là yếu và không có được đẹp. Vì là da mình bắt đầu có những dấu hiệu như là khô, căng, thậm chí là nứt nẻ, và mình không thể nào tự tin ra đường giao tiếp với cái làn da như vậy được. Tuy nhiên mình đã tìm được một cái sản phẩm cứu tinh cho làn da của mình, đó chính là sản phẩm này. 400% của Nurat. Sản phẩm này khi mình sử dụng, làn da của mình đã trở nên căng, mướt và tràn đầy sức sống. Bây giờ